cuối cùng là lời đạo từ của Hòa Thượng Hội Chủ. Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng là người có mặt trong khóa tu học Phật Pháp Quốc Châu kỳ thứ nhất và năm nay là kỳ thứ 10. Dù buổi dạy rất yếu nhưng mà Hòa Thượng luôn luôn có mặt bên cạnh Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Giảng Sư và luôn luôn là bóng cây để cho hàng học viên chúng con nương tựa và học hỏi. Chúng con thành kính giới thiệu và kính mời Hòa Thượng ban lời đại từ trong khóa tu học và Phật Pháp Quốc Châu kỳ 10. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử học kia đấy sao thì khoa học cũng chẳng có buồn đại.
cho nên công đức này là của tất cả, trên hết là Phật tổ chức. Thứ thế là chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni vì thương quý vị, vì thương chúng sanh mà về đây, cũng như tất cả quý vị về đây để học. Quý vị là muốn làm sứ giả của từ bi, sứ giả của tình thương. Bởi vì sao? Sau khóa học này rồi, quý vị sẽ đem tất cả những gì chúng ta được học hỏi nơi quý thầy trao truyền cho con cháu mình, cho bạn bè mình, cho đạo hữu phật tử của mình ở khắp nơi trên thế giới này, được sống chung rồi năm sau mỗi lần được tâm đủ. Cũng như cái đầu khóa học đầu tiên tôi đã nói, mong sau khóa học này quý vị đã quan thấy tất cả những cái tư tưởng tốt, tư tưởng tưởng lành để trao truyền cho tất cả mọi người, để rồi ngày khóa học sau được tâm đủ. Đúng thế, khóa học sau đâu mà khóa học được, và khóa học tiếp theo đó nữa càng ngày càng tăng. Cũng như khóa học này tâm nhất là cũng nhờ những khóa học trước, nhờ các thầy đã hy sinh, nhờ các ban tổ chức một cách tốt đẹp. Tôi cũng xin tán dương tâm đức chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đạo đức tăng ni, tất cả các ban điều hành khóa học được an lạc giải thoát, và mong với ngài hãy vì chúng sinh mà cứu độ, vì chúng sinh mà đem ánh sáng pháp đi vào trong tâm tất cả mọi người, được thấm nhuần Phật pháp, tâm mọi người thấm nhuần Phật pháp thì chúng ta sẽ được an lạc. Khi hôm tôi được chư tôn đức mời đến tham dự một khóa học, tôi dự khóa học từ đầu đến cuối rất mà ngồi với chư tôn đức, bởi vì đây là một cái chư phước các ngài để đạt, là đến đây để mình dạy cho tất cả quý phật tử có được phước, được cái duyên và được cái câu chuyện ánh sáng vào cái tâm thức của mình. Nhưng còn đem lại một cái dư phước cho chùa Pháp Quang, các Phật tử Pháp Quang. Tôi nói như vậy để quý vị phải biết rằng ở đây các thầy ở đây mang cái phước tiến cho tất cả quý vị. Quý vị phải biết tôn kính và biết cúng dường, biết lo lắng và nghe lời để mà tu học. Bởi vì nhất tăng đáo nhất Phật đáo, một vị tăng đến nhà mình hay là một vị tăng đến từ cơ sở của mình thì đó thì như Đức Phật đã đến. Cho nên quý vị phải biết mà tôn kính và để chúng ta nhờ đó mà tu học. Nói về khoa học, thưa kính bạch chỉ huy ngài, kính thưa quý vị, cũng khẳng từ dài không có lâu, cái lâu thì không có lâu lắm, nhưng mà gần đây trên dưới nửa tháng cứ mỗi buổi sáng dậy mấy thầy giáo ngồi là uống trà chỉ tâm trước khi đi ra làm việc. Sáng nào cũng thân với mấy thầy, không biết sao nghe, xong rồi bây giờ là đến tháng 12 rồi mà trời vẫn còn lạnh, nhất là 3 giờ khuya sẽ là 2 giờ khuya để lại cầu giảm tải. Tôi sợ khóa học sẽ bất thành. Bởi vì sao? Khóa học 300-400 người thiếu chỗ ở, rồi các em bé, các cụ già nằm nửa đêm dạy nặng như vậy chịu cho nổi, sợ nở đừng bỏ hoặc là bệnh của ông hình cũng là bắt đầu. Cho nên tôi nói với thầy mình phải tăng tiết tâm tội nghiệp sợ là như vậy. Nhưng mà tôi còn có một cái một sự tin tưởng là tôi nói với thầy rằng chùa Pháp Quang từ xưa đến nay, từ khi gặp chư tá đầu tiên cho đến giờ, tất cả các lễ nào mặc dầu ngạo trước trời đất mưa, ngày mưa cả đêm, mưa giờ đến 6-7 giờ sáng, thế mà đến giờ làm lễ trời tặng đám không hình
mưa nắng gió thì ta đi không được. Quý Phật tử Phật qua có thấy như vậy không? Do đó tôi nghĩ rằng như là để khóa học này đến ngày đó sẽ tập tập không bao giờ đáp cầu nguyện. Nó là thế, nhưng từ sắp tay rồi sáng dậy trước khi dậy đi về tìm thì tỉnh điện thì tôi cũng dỡ cửa từ số hai hai có cái tầm khoảng mười hai là căng trời mà tặng cái cửa đó tôi rất là mừng, nhưng mà trời mưa lạnh thì tôi rất hơi buồn buồn. Nhưng buồn thì phải làm sao thì phải cầu nguyện, tiên quyết thành cầu nguyện. Mỗi quý Phật tử đi tụng kinh phải nhớ cầu nguyện làm sao gặp mà nói gặp. Cho nên quý vị thấy không, Phật còn dạy cho chúng ta rằng giữ cầu các tính vô nguyện bất tục, không có cầu nào mà không ứng, không có nguyện nào không thành. Nếu chúng ta có làm thành thì ở nguyện sắc thành, đúng là như vậy. Ngày nay ngày mai tập ở đây cũng ra đề bốn cường độ, chúng tôi quý vị chừng nào đâu bởi vì ở đây mới thắng, không có chừng sẽ thắng các câu hơn nữa là chỉ có sợ làm sao chỉ là đâu bởi vì đây này sẽ núi gặp núi hay không. Thì vậy mà chúng ta cũng phải đọc tầm của ta mừng cái ngày tôi thật ra tôi cũng mừng nghe một cái bài pháp. Tôi nhắc lại những cái đề tài là đã mất trước biết thầy tôi nghe một cái trò từ đầu đến cuối đưa ra nhiều vấn đề, rất nhiều vấn đề để mà thảo luận, nhưng vấn đề nào cũng là có sự ôn hòa đặc tư biết pháp để mà nói chuyện với anh rất là thương yêu, rất là đoàn kết, rất là hòa hợp từ đầu tới cuối. Cầu hôn hòa hợp đoàn kết, đưa vấn đề ra bàn hòa hợp đoàn kết, giải tán trong sự hòa hợp đoàn kết đúng như là sự Phật dạy. Cho nên tôi nói với ông, nếu chư tăng đều làm như vậy và luôn luôn trong cái sự đoàn kết hòa hợp đó, không có việc gì mà chúng ta không vượt qua, không có khó khăn nào mà chúng ta không thành tựu, không vượt qua, và không có bất sự nào mà chúng ta không thành tựu. Và như vậy tức là thật ngài xứng đáng được tưởng thưởng Như Lai đêm ánh sáng để đạo Phật. Quý vị cũng là sứ giả của hòa bình, bởi vì sau việc khóa học này rồi chúng ta hiểu nhiều hơn nữa và chúng ta đem về nói lại cho bà con anh em chúng ta nghe, để tất cả mọi người cùng tu cùng học, tu thân đề gia lập tiền hoặc bình như hạ, thân không tu gia không đề thì làm sao sẽ có bình như hạ. Cho nên sách ra có câu là dù tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu tiên đạo nghĩa thị, cũng tu đạo tiên đạo Phật thì quả trước hết là nhân đạo, nhân đạo không tu thì đạo trời kia cũng chẳng phải. Chúng ta vừa học nhân đạo nhân cửa, chúng ta học thiên đạo thiên cửa, chúng ta học lấy các vị Bồ Tát sinh ra duyên giác, duyên giác cửa Bồ Tát cửa, rồi mới đến Phật cửa, đó là đức cửa vô thượng đạt thế quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên mong quý vị cố gắng lắng nghe, lắng nghe những bài giảng, lắng nghe những cái câu chuyện, lắng nghe những cái bài thơ, nhập tâm vào để chúng ta về truyền lại trong mọi người. Ai lấy thực hiện đúng như lời Phật dạy, lấy trí tuệ làm sự nghiệp thì đạo tiên kết quả tâm đạo Phật sẽ truyền bá các Phật tử. Tôi cầu nguyện trên hầu khắp chư Phật, chư vị Bồ Tát, Lâm Thiên Pháp Bộ, Hộ Pháp gia hộ trong quý vị thân tâm thường an lạc, chỗ khóa học và đi về đến nơi, đi đến nơi rồi
bây giờ về thấy cháu được bình an.